Du khách bị tố tác động vật lý ở đảo Phú Quý, nam hướng dẫn viên du lịch phút ngược, cộng đồng mạng ném đá, đánh là đúng rồi. Thông tin một nam du khách bị tố một hướng dẫn viên du lịch tại đảo Phú Quý đã tác động vật lý vào mình, đến việc anh bị rách mặt đang nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Mới đây, phía nam hướng dẫn viên đã lên tiếng tố ngược lại. Mới đây, trên mạng xã hội đã truyền tay nhau một bài viết được cho là của một nam du khách đã bức xúc nên án thoái côn đồ của một nam hướng dẫn viên du lịch tại đảo Phú Quý, dù bản thân đã mất tiền còn phải mang về cục tức cũng như thương tích đời mình. Theo đó, trên trang Facebook cá nhân của nam du khách này đăng tải những hình ảnh với gương mặt bê bết máu cùng loạt tin nhắn đối thoại với hướng dẫn viên tại Phú Quý. Điều đáng nói, trong tin nhắn trao đổi, phía hướng dẫn viên đã có những thái độ cọc cằn khó chịu với du khách. Chia sẻ như sau: mọi người đi Phú Quý book tour nhé, bạn này tên Kỳ. Đi Phú Quý để chữa lành, xong gặp đúng hướng dẫn viên tên Ca, đúng như tên luôn. Bạn âm binh đã chặn đầu xe đòi tiền của mình, trong khi mình đã trả đầy đủ theo yêu cầu mà còn bị đánh, rồi vu khống người ta không trả tiền. Mình có chụp lại đầy đủ cách bạn ấy đối xử với mình những ngày vừa qua. Bạn ấy thường xuyên nói xấu các hướng dẫn viên khác. Mọi người có thể coi và lên tiếng giúp mình ạ. Nam du khách đã bức xúc chia sẻ lên mạng xã hội. Theo như du khách này cho biết, việc anh đặt tour trên mạng với người tên Ca và được bàn giao cho một công ty du lịch để đi tham quan trên đảo. Khi đến đảo, do thời tiết không thuận lợi nên chính quyền đã tạm thời không cho các tour nặng ngắm san hô hoặc bơi thuyền súp ở đảo Hòn Tranh, nên anh Nguyên đã chủ động liên lạc cắt ngắn chuyến đi xuống còn 3 ngày thay vì 5 ngày. Với công ty tổ chức các hoạt động đưa khách tham quan mà không cần sự hướng dẫn với hướng dẫn viên tên Kỳ. Từ đây đã xảy ra xích mích và hướng dẫn viên đã đòi lại nửa số tiền mà du khách đã giao kèo phải trả là 750.000 đồng. Du khách sau đó cũng đồng ý và yêu cầu công ty tổ chức tour phải trả 750.000 đồng cho hướng dẫn viên Ca. Tuy nhiên, do việc chuyển trả tiền diễn ra rất chậm theo yêu cầu của Ca nên dẫn đến việc hướng dẫn viên này đi tìm du khách đòi tiền và dẫn đến xô xát. Kết quả, nam du khách bị hướng dẫn viên Ca và một số người tấn công. Nam du khách khẳng định, mình không có lỗi gì vì phần tiền 750.000 đồng vì công ty đã hoàn trả cho anh Kỳ nên không cần gặp anh này nữa. Nhưng anh này, hướng dẫn viên này đã ấm ức và đi tìm du khách để đòi cho ra chuyện. Sau khi sự việc xảy ra, công an huyện đảo Phú Quý cho biết sau vụ ẩu đả, phía cơ quan chức năng đã mời hai bên lên để giải hòa, đồng thời yêu cầu nam hướng dẫn viên phải bồi thường thuốc men. Đồng thời, tại cơ quan công an, nam hướng dẫn viên du lịch cũng thừa nhận phía công ty tổ chức tour trên đảo đã chuyển trả 750.000 đồng, nhưng không biết. Chia sẻ như sau, hướng dẫn viên du lịch này cho rằng khi chặn du khách để hỏi thì bị du khách tấn công trước. Sau đó, cuộc xô xát đã diễn ra và chính hướng dẫn viên này đã đánh du khách. Với màn bóc phốt hướng dẫn viên du lịch ra tay tác động vật lý mình, thì phía hướng dẫn viên du lịch trong câu chuyện đã lên tiếng làm rõ. Theo đó, hướng dẫn viên này cho rằng du khách mới là người quỵt tiền, dùng những lời lẽ không đúng nên mới xảy ra việc xô xát như trên. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.